Xin chào mọi người, quay trở lại kênh YouTube của An Phát Computer. Thì hôm trước thì chúng mình đã có một video về top 3 laptop gaming dưới 30 triệu đồng đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Và đương nhiên thì laptop gaming mà, chúng ta sẽ có rất là nhiều các mức giá khác nhau. Nếu như mà các sản phẩm dưới 30 triệu chỉ đáp ứng đủ nhu cầu chơi game và giải trí cơ bản thôi, nhưng mà thứ các bạn cần thì là một chiếc máy vừa có thể chơi game, vừa có thể hoàn thành tốt tất cả các tác vụ. Thì sau đây sẽ là top 3 laptop gaming trên 30 triệu đồng, hay nói chính xác hơn cũng chỉ loanh quanh với mức giá là 30 triệu đồng mà thôi, đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại nhé. Top 1, HP Victus 16 với mức giá hiện tại thì đang là 31.790.000 đồng. Top 2, MSI Pro GL66 đối với mức giá đang được bán là 32.990.000 đồng. Và top 3 chính là Dell Gaming G15-5511B với mức giá thì đang là 34.990.000 đồng. Thì cả 3 mẫu laptop gaming này đều có cấu hình giống nhau, đó chính là Intel K7-11800H và Nvidia RTX 3050 Ti. Thì với 3050 Ti thì thường thì sẽ được tích hợp chung với cả dòng chip H thế hệ thứ 11 của Intel. Thì việc trang bị RTX 3050 Ti thì top 3 laptop gaming này thì sẽ đều được gia tăng đáng kể, đó chính là hiệu năng về đồ họa này, đảm bảo mượt mà khi mà các bạn sẽ trải nghiệm các tựa game AAA. Và nếu như cần xử lý các tác vụ khác như là Photoshop này, hoặc là Premiere, hoặc là AutoCAD thì RTX 3050 Ti cũng sẽ xử lý được. Thêm vào đó thì 3050 Ti sẽ được trang bị công nghệ đó chính là Ray Tracing cùng với cả màn hình tần số quét từ 120 đến 140Hz thì sẽ đem lại trải nghiệm hình ảnh trong game cực kỳ rõ nét, chân thật hơn này. Nói chung là nhìn sẽ cực kỳ thích mắt khi mà các bạn tập trung vào chơi game. Và với mức giá thì không chênh lệch nhau quá là nhiều thì chắc chắn điểm khác biệt thì sẽ là phần thiết kế và khả năng nâng cấp. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có HP Victus 16 nhé. Về khả năng nâng cấp thì máy sẽ được trang bị sẵn đó chính là 8GB RAM và sẽ có hai khe để các bạn có thể tùy chọn nâng cấp tối đa là 64GB. 512GB SSD được trang bị sẵn, thế nhưng mà sẽ có hai khe SSD cho khả năng mở rộng lưu trữ nhiều hơn này, nâng cấp tối đa là 2TB mỗi khe. Ngoài khả năng nâng cấp lớn ra thì màn hình cũng sẽ là một điểm cộng đối với HP Victus đối với kích thước lớn là lên đến 16 inch. Tuy nhiên thì mình nghĩ đây cũng sẽ chỉ là một mẫu màn hình cơ bản. Tần số quét thì sẽ là 144Hz Full HD IPS, màn hình chống chói, độ sáng sẽ là 250 nits. Chất lượng hiển thị khi đo đạc thì sẽ là 69% sRGB và 45% NTSC. Thì sẽ không phù hợp để làm các tác vụ đồ họa chuyên sâu cho lắm, mà các bạn sẽ chỉ nên dùng để chơi game, giải trí. Và nếu như vẫn muốn dùng để chỉnh sửa ảnh thì phù hợp với các tác vụ đồ họa đơn giản và nhẹ nhàng thôi nhé. Top 2, MSI Pro GL66 thì về RAM sẽ là RAM 16GB, các bạn sẽ nâng cấp tối đa là được là 64GB, 512GB SSD và màn hình tiêu chuẩn ở đây sẽ là màn hình 15,6 inch, to vừa đủ để các bạn có thể chơi game. Độ phân giải Full HD, tấm nền IPS. Về tần số quét thì sẽ là 144Hz, góc màn hình thì rất là rộng lên đến là 178 độ. Điểm cộng ở chiếc màn hình này thì sẽ là về chất lượng hình ảnh đẹp và rõ nét khi mà đạt lên tới là 100% sRGB, 72% NTSC, rất là phù hợp để cho các bạn làm các tác vụ đồ họa đối với chiếc màn hình này. Cuối cùng thì sẽ là Dell Gaming G15 với RAM ở đây sẽ là RAM 16GB, 512GB SSD là được trang bị sẵn và cả RAM lẫn SSD thì đều sẽ có hai khe để cho các bạn nâng cấp. Phần màn hình của G15-5511B này thì sẽ được tối ưu cho các hoạt động giải trí này, đặc biệt là khi các bạn chơi game. Kích thước sẽ là 15,6 inch Full HD, tấm nền sẽ là tấm nền WPA cho góc nhìn rộng lên đến 178 độ. Tần số quét ở đây thì sẽ là 120Hz, độ sáng là 250 nits. Thì sự kết hợp giữa công nghệ LED backlit và công nghệ chống chói anti-glare thì sẽ tránh tình trạng mỏi mắt khi mà các bạn nhìn vào chuyển động của game quá ở lâu. Về thiết kế thì cả 3 mẫu laptop này đều có những đặc trưng riêng để mà khi các bạn nhìn vào thì sẽ rất dễ nhận ra tính nhận diện thương hiệu cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà nếu mà để chọn ra thiết kế đẹp nhất thì có lẽ là mình sẽ ưu ái hơn cho Dell Gaming G15 một chút, vì thiết kế này hoàn toàn lột xác và được thừa hưởng từ những chi tiết đắt giá nhất của chiếc laptop mà signature của Dell, đó chính là Alienware và sự tỉ mỉ trong cách sắp xếp logo của mình ở xung quanh chiếc máy này. Và đó thì là top 3 laptop gaming trên 30 triệu đồng đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại mà mình vừa giới thiệu cho các bạn. Và nếu như là các bạn thì các bạn sẽ chọn mẫu laptop nào? Bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cũng như là đường link sản phẩm và các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả để cho mọi người có thể click vào luôn. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.